4 ngày rồi không biết nó làm gì. Có ăn được không ý? Nhớ anh em trong đơn vị tôi là... Nhưng nhớ mẹ lắm. Có nhiều bạn nữ nhớ mẹ lắm. Tôi có một cái tâm sự nữa. Mày... tự nhiên không hiểu sao cảm xúc nó như thế này. Gia đình ấy quan trọng cực kỳ luôn. Khi mà tôi là sinh viên, cái việc mà tôi từ quê tôi lên tôi học ấy, tôi xa gia đình ấy, cái vấn đề tôi nhớ bố mẹ ấy, nó gói gọn bằng cái cuộc điện thoại khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Và cái vấn đề về nhà đối với tôi nó là một cái chuyện 3-4 tháng tôi muốn về một lần. Nhưng mà khi tôi lớn lên ấy, khi tôi trưởng thành hơn ấy, cái việc mà nghe giọng của bố hoặc là nghe giọng của mẹ ấy, nó quan trọng cực kỳ. Bởi vì tôi biết ấy, không sớm thì muộn thôi, cái thời gian nó trôi nhanh cực kỳ luôn. Cách đây chỉ khoảng tầm 5 năm tôi nhìn bố tôi không hề có một nếp nhăn. Nhưng mà những cái nếp nhăn ấy nó hình thành kiểu
tạo cho tôi những cái cảm xúc mà tôi không hiểu tại sao như thế. Bà có đồng chí là tôi vào. Rất là cảm ơn, chỉ biết cảm ơn các đồng chí thôi chứ còn anh em chúng tôi bây giờ cái này là bổn phận của chúng tôi, cống hiến và phục vụ. Nếu mà chúng tôi để đi làm vì lương, vì cái đồng tiền hàng tháng ấy, thì anh em chúng tôi đã không có ai ở đây nữa. Anh em chúng tôi có những đồng chí có những bố mẹ ốm đi viện còn không được thăm. Nhiều cái nó đặc thù và phải chấp nhận thôi. Dù sao thì đấy cũng là cái khó khăn, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn lạc quan và vẫn vượt qua, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cảm ơn đồng chí rất nhiều. Trước khi tiến hành hội thao đánh giá kết quả huấn luyện, kíp xe của đồng chí độ sức khỏe tiếp đạn vào xe chưa bảo đảm. Báo cáo đồng chí giáo viên, hiện tại bên tôi đã sắp xếp lại bố cục người chuyển đạn nên tôi nghĩ là sẽ thực hiện được nhiệm vụ ạ. Tổ 2, kíp xe 07, đồng chí nào muốn đổi sang kíp xe 11 không? Nếu như mà đội 111 muốn thay đổi, chúng tôi sẵn sàng đổi các thành viên bên này qua. Được, đồng chí Hòa. Báo cáo đồng chí, tôi sẵn sàng để đổi bởi vì tôi cảm thấy đồng đội phía bên kia của chúng tôi sức khỏe không đảm bảo. Đội của tôi thì có sức khỏe tốt hơn. Đội của em là toàn những thành viên có sức. Đội bên kia là quá là nhiều những cái thiệt thòi ấy. Đồng chí Phương thì bị đau chân. Với cả đồng chí Tú ở bên trong đón đạn thì to gấp đôi đồng chí Thơ rồi. Nên là mọi thứ đối với bọn em là lợi thế. Nên bọn em mình muốn đổi đồng chí Huệ Phương sang, không muốn ai bỏ ai hết, hay là để cho họ có cảm giác là họ đang làm gánh nặng. Đồng chí muốn đổi đồng chí nào sang bên kia và muốn đồng chí nào ở bên đội của đồng chí Độ sang đồng chí? Anh nghĩ là Tú qua sang bên Kara qua đây. Kara bị đau chân. Báo cáo đồng chí, tôi muốn đổi đồng chí Huệ Phương sang đây và đồng chí Tú sẽ thay sang bên kia. Đồng chí Độ, đồng chí Độ có nhất trí đổi đồng chí Phương sang không? Báo cáo đồng chí không ạ. Đồng chí có muốn đổi một đồng chí nào ở bên kíp 2 sang không? Nếu như mà họ đề xuất người nào đó, em sẽ luôn sẵn sàng thay đổi người. Nên là em muốn rằng là mình có một cái thế cân bằng hơn. Dạ thưa đồng chí giáo viên, tôi nghĩ là bộ phim do Viettel Media sản xuất.